Ủa để trên này. Bỏ vô đây cho mẹ nè. Chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị trở lại với kênh Cô Vợ Việt Chồng Amis Cuộc Sống Mỹ Tennessee. Hiện tại thì Nhi đang ở ngoài để chuẩn bị hái ba cái tỏi mà nó còn non, nó chưa có làm củ đó. Tại vì là một cái củ của nó, một cái chỗ mà mình gieo hôm bữa đó, thì nó tự nhiên ở đâu có lẽ là nhiều khi mình quên á, cho nên là nó tới hai ba củ trong đó và nó mọc chùm lại, cho nên mình phải đi tỉa nó bớt, đi chiết giống như là đúng rồi, đi nhổ bớt để cho cái kia nó có củ đàng hoàng. Thì bữa nay thì Nhi cũng sẽ đi nhổ nữa. Hôm thứ tư Nhi đi bán thì chắc là bán khoảng được 6 bó. Một cái bó như vậy khoảng 3-4 nhánh tỏi á, thì mình bán với giá là 3 đồng. Thì bán được 6 bó, cho nên bữa nay Nhi sẽ nhổ để bán cho ngày thứ bảy và chủ nhật. Sẵn đây Nhi kể cho cô chú anh chị ngày hôm qua luôn cái chuyến đi từ bên Tennessee. Để đi qua bên West Virginia thì nó mất đến 8-9 tiếng. Mà David á, thì là mỗi lần mà ảnh đi đâu là ảnh uống nước rất là nhiều, cho nên là ảnh hay đi vệ sinh, và lần đi và lần về chắc phải dừng chắc khoảng hơn cả chục lần, cho nên là phải tính ra khoảng 10 tiếng, là đi về là hết 20 tiếng. Ngày hôm qua không, nhưng không biết lý do gì sao mà Nhi ngủ quá chừng ngủ luôn. Nhi ngủ lúc bận đi, từ lúc đi cho đến tới luôn, và bận về Nhi cũng ngủ nữa, cho nên là Nhi rất là mệt và Nhi không có quay được những cái cảnh ở trên đường cho cô chú anh chị. Bỏ lỡ qua luôn. Tối hôm qua thì là về rất là trễ luôn. Giờ đó là khoảng 9-10 giờ rồi. Giờ tới nhà là chắc là khoảng 9 giờ mấy, gần 10 giờ. Phải thả cá vô trong cái ao cho nó sống nữa. Tại vì mình đợi tới ngày mai thì nó sẽ chết. Cho nên là xong xuôi hết mọi việc đó chắc khoảng 11 giờ cả gia đình mới đi ngủ. Cho nên sáng nay thì cả nhà ai cũng còn rất là mệt. Rồi, vì ngày mai là chợ đó cho nên là không có nghỉ được. Thì bây giờ Nhi sẽ đi thu hoạch tỏi nha. Mời cô chú anh chị đi cùng với Nhi nha. Hồi bữa nay Nhi đi qua bên luống dâu này hái ăn thử. Hôm bữa giờ chưa có ăn trai, Nhi nó ăn không à. Đây nè. Đây. Để ăn thử nó ngọt không nha, nó bị mấy con gì nó ăn rồi nè. Hai ba cái tỏi nãy giờ cũng mệt cô chú anh chị. Tỏi mà mình hái bây giờ mình bán một bó chỉ được có 3 đồng là 3-4 cộng nha. Nhưng mà mình đợi tới khi nào mà nó có củ á,
thì là mình sẽ bán được một củ tới 5 đồng là cô chú anh chị. Hình như 5 đồng thì là bao nhiêu tiền ta? Năm mươi mấy ngàn, mắc ha. Bán ở trong chợ nông sản đó, tại vì mấy cái hàng mà của những cái người nông dân nhỏ nhỏ giống như gia đình của Nhi đó thì bán sẽ mắc lắm. Ngọt ngọt chua chua với lại có nước, nó không có dạng như bị, nó không có phải là dạng như bị bọng hoặc là chỉ có nước không, mà nó không có cái vị ngọt, nó có vị ngọt chua chua, ăn cũng ngon á. Rồi hái vài trái thôi cô chú anh chị, còn mấy trái kia mình để đó đi. Chiều nếu mà được thì mình hái mình đem đi ngày mai mình bán thử. Cái này cho con trai ăn trưa nha. Rồi sau khi mà mình xong rồi đó thì mình sẽ hái lột cái này ra cho nó sạch nha. Đáng lẽ là mình phải nhổ buổi sáng á, hoặc là buổi chiều á, để nó tươi với lại nó không có mau bị héo của chú anh chị, với lại là nó cũng ngọt nữa hơn là mình hái buổi trưa, nhổ buổi trưa rau củ rồi đó. Nhưng mà tại vì là một lát nó sẽ mưa đó, cho nên là như phải hái sớm để mưa mình không hái được, mưa là mưa tới chiều luôn, tới tối luôn đó. Xong mình hái với lại mình lột gì nè rồi mình rửa ra mà bán 3 đồng một bó, cũng thật ra thì cũng không có lời của chứ anh chị, bán cũ mới có lời, nếu mà mình không đi tỉa nó bớt á thì nó sẽ không có lớn được, cũ không có lớn được á. Ba đồng mà cũng có người họ chê mắc, người Mỹ á, thật ra thì cũng có người này người kia của chú anh chị nhưng không có chê nha. Hôm bữa như gặp một cô kia, cổ lại cô thấy xong có hỏi nhiều bó, như nói 3 đồng, cái cổ cầm lên rồi nha, cổ ngửi rồi nha, xong cái cổ thảy xuống cái bụp gì nè, cổ nói là mắc quá. Nói chung là cũng có người này người kia, kể cho anh xã Nhi nghe, cái anh xã Nhi nói thôi đừng để ý tới mấy cái lời như vậy, kể đi. Ngồi mà không làm thì ngồi chi ta, lột đi, lột gì nè, ơi, lột ra đây, lột gì đó, lột ra. Chưa chưa xong, lột cái nó sạch gì nè, nè đây nè, đây nè, lột, chưa chưa xong, nó finish nha. Đây nè, đưa cho mẹ. Đúng rồi, giỏi quá. Rồi được rồi, bỏ qua đây nè. That's it up. Don't, don't, don't kill anymore. That's good. That's look good. Giỏi ta. Rồi bỏ qua đây nè. Mình để cho. Rồi lấy cây khác lột đi. Bây giờ mình sẽ đi rửa nó hết sình nha cô chú chị. Không cần rửa sạch lắm, chỉ rửa hết sình thôi để nguyên rễ nha. Rồi được một cái gỗ gì cô chú anh chị, một lát anh xã Nhi mua dây thun về thì sẽ bó lại. Bây giờ sẽ phải đem cất cho trong tủ lạnh. Ồ ồ.